Ê, lẹ lẹ, chớp 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 chớp. Chụp cái bệnh đó. Kìa, à, nó dậy, nó hiền khô hả? Nó nói nè, cầm cái đầu nè, ừ. Ôi, ổng nghe ta. Hàm luôn. Trời ơi, gọi. Dỡ xuống luôn. Cái chú nằm lẹ nhất cũng chết luôn rồi. Cái nằm nhất cũng chết lẹ 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 đi. Trời ơi, trời ơi, anh. Lẹ lẹ, chớp 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 chớp. Chớp cái bệnh đó. Kìa. Rồi. Nó mổ đào lắm rồi bà Tám. Cái con này con gì con. Cục cậu. Nó giỡn mấy tao bay ơi, bay ơi, bay ơi. Bay ơi, bay ơi, nó giỡn mấy tao. Tám, chơi 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 chơi, cặp bao tay ơi. Ngon cậu. Đưa bao tay cho. Chụp cái đậu đó bà Tám. Đưa bao tay đó. Mình đưa con công cốc. Lạnh dữ trời. Mình đây. Vừa hết sức lạnh quá. Đứng rồi, Hải kêu mọi dưới kia đứt giò luôn nè. Cô chú anh chị ơi, mà mình đi ra đồng mình gặp con công cốc, mình bắt mình coi cho biết chứ mình thả nghe cô chú anh chị. Trường nhung cầm cái bà Tám. Ghê quá. Trời ơi, cầm cái bà Tám. Nó giò mới ghê lắm. Con mắt nó giò mới ghê lắm. Nè. Xe đậu qua kia đi. Chạm nhung nhỏ. Ờ nó vậy nó hiền khô hả? Nó nói nè, cầm cái đầu nè. Đừng dính, đừng có đỡ nữa. Nhưng nhỏ anh chào ngoài chứ đánh cây nhiêu lớn nó lóc ngoài ngoài chú. Nay chèo con mà tắm đi ra đồng đi kiếm mớ cá ngoài ngoài chú. Trời ơi, cái bài của chú chị nè. Trời ơi, cái gì vậy Tám? Cái gì vậy? Hả? Nó lại cái gì mấy bay? Ủa, lạnh quá bị đi cái cây cây. Lẹo lử. Không, ngày này nó mạnh rồi. Sao tự nhiên bay cứu mạnh vậy hả? Nó cứ dò luôn. Nó chạy tuôn 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 tuôn. Ôi. Nó chạy tuôn tuôn. Tuôn. À. Ủa. Đó. Bà Tám nó không có. Ai nó không có hả? Chú con ông vô đi chơi 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 chơi. Mày chút xíu rồi, chút xíu nó quýnh cho xỉu ngang rồi. Con bù xít. Bù xít. Nó hồi lắm. Cái con bù sạch, cái con mù nhịt. Lấy cái thao đây nè Vinh ơi. Ôi chỗ là chạy. Trời ơi. Ôi liệt tèn. Hết chiều Tám ơi. Cá gì vậy? Hụt cá. Nồng nọc mới kêu vậy đó. Lấy cái thao luôn Vinh ơi. Ôi ôi con dẹp nè. Wow, bữa nay mà dẹp ăn nè. Không gà ăn có bữa đó ngon hay ghê luôn, không đủ đâu thôi. Xuống nước thì bị tiêu quá. Lâu lâu ít chưa kêu rồi đó. Lạnh quá. Đứng lên chậm. Vinh cái lấy thao lên đựng cho đựng dẹp Vinh. Nè có hai nào tám mới ngọt hai trên bờ rồi. Nhung lên bờ đi Nhung. Cái giò bị đứt rồi, lên bờ đi. Cái tay đứt rồi sao mò được. Trời ơi Vinh cá gáo quá trời luôn kìa. Vinh một đó tám nãy giờ mò đừng gì chân chạy. Vinh đi luôn kìa. Tám. Vinh nè, Vinh Vinh nè, thấy không? Vinh hay lắm. Cầm cá đi Nhung. Cầm thao đi đem đây. Ôi trời. Hình như đồng lọt của nó. Ui. Kìa có con đen luôn kìa. Thì công cộng đây rồi, này đây rồi. Ô cá quá trời luôn á. Nè Tám ơi. Ui. Vậy nó bắt hết trơn rồi. Nước. Nó. Nhiều này cá rồi lắm luôn. Trời. Lấy thao đi. Này ơi nha, Nhung nhỏ. Nhiều mà lại cá nhiều. Nhung nhỏ bay bắt sao về đứt giò rồi đứng ở trên luôn cô chú ơi. Đứt cái bay rồi. Hết mò được rồi. Cho Nhung nhỏ ở trên bắt cá đi. Trời nó đang vô hang nó lại nhưng lại lại nó. Lạnh không lẽ ta dạy kìa. Tám.
Tám, 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 lưu kiến vô hàng lại nhiên đi lại nó bò đi mất tiêu luôn. Hay, con nói hay. Ta đánh rồi. Ê. Anh xin đổi. Không thấy rồi đó. Đổi giùm đi anh đây. Không, cho Vinh đi trước đi. Để nhìn đi trước nó hơi quạt trước đi. Hơi quạt trước đi. Đâu. Con này con đó. Nè. Con nào con này nó bị ghé. Cho xịt nước lắm. Trời ơi trời dân mặt. Ú. Ở mặt mà bóp bóp hết người ta lè rồi mày. Bóp hết mà sao mà tám xấu. Mặt nhăn đùm. Mặt nhăn đùm. Trời ơi. Con hồi nãy hung dữ rồi ta. Ờ con cọc luôn. Con này có chú gì? Trứng cá đẻ. Trứng cá đẻ. Trứng đẻ gì? Dính vậy nè bắt đầu. Mày ơi dính vậy này nó guồn đó tám ơi. Guồn quên nữa. Bỏ cái trứng đi chứ. Thả lại chứ. Nãy đi hang rồi tám. Quên. Đường này cá mắc mê luôn bay ô bay. Ô. Oh. Đậu là tàu cục gạch đó, nó cũng hết bự dẹm bự đường này bữa nay vô đó chứ không vô đâu nè. Ai trời ơi ngốc gì mà la quảng mà mày tám thì đâu có mổ gì không trời mà mới mày lấy miếng băng keo thế rồi gì bịt cái miệng tôi lại hiển cặp cá. Chứ đừng có la nữa bị liệu gặp con cá là giá nào cũng phải la nó ngộ cái đời vậy đó. Chích cái mình của tôi không xuống nhà được cứu tay rồi đi nè Trinh Nhung đi ra cạn mà khúc này cạn nè ăn tay vừa mới được. Ủa đứt tay đau lắm. Ủa con lấy lòng cái gì vậy? Có cái mà tám chán gì vậy? Đây ăn cá con bắt nha bà chú. Ừ mấy trên bờ bắt được cá đó. Để đưa ao tám. Ờ gì? Đâu dính cá liền bờ đi Vinh. Ừ. Đó, đó, đó. Nó chỉ ừ thôi thấy chưa? Bà tám mò ra cái chỗ đó nó mò rồi không à. Cạn lên đi. Nó có trên bờ cũng bắt cá hay chạy. Thấy không? Để xuống. Hay quá. Sao nước bên đây lạnh dữ chê. Trời mưa mà đó. Ừ. Ủa sáng giờ mưa người ta đâu mưa đâu. Hình như tôi à, không là trời. Đâu hả? Gì vậy? Gì vậy? Con cá nó cũng trọng lên tưởng nó vô đây rồi chứ. Thì cứ nãy giờ mình ăn thi không là mình không dám mà không ăn thi luôn á. Đi 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 bà tám. Biết sao không cá nó nhảy vô nó chui vô trời. Hết hồn luôn á. Mày nhìn kìa. Thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa. Xíu nó là chèn thôi là chèn. Thấy chưa. Tao mời đồng này cá rô phi không rồi đó. Con cá mày dính vậy dân gì. Rồi. Rồi xịt xịt xịt. Rồi giống nước người ta. Hàm hố. Hàm hố cho khiêu văng con cá rồi mày chảy nước tương. Hết cái cá rồi. Ê nó nằm ở ngoài luôn nghe chứ thấy dưới chân á. Vô. Thằng ơi làm gỡ nhung dính hoài thằng. Dính những cá mà chú. Đừng dỡ cao quá. Cái gì vậy? Có nhỏ nhỏ đây nhỏ. À, có nè. Em có một phi. Tám để đây đó. À.
tao nãy bắt cái phe đi về. Đi con cá uổng quá. Đây hả? Như lạnh nước cho mình nó vậy. Dính này, dính này, dính này. Dính này. Thôi mà mốt cho mình dính ở nhà đi. Cái gì bắt cá gì đâu mà nó dành bắt trước hết rồi cho mẹ nhà dính này. Mày không bắt gì mà tao bắt gì là tao thấy tao buồn lắm rồi đó. Tại bà tám bắt dở. Đừng nói thừa người ta. Dành bắt trước chưa mà bắt thấy ghê luôn. Bà tám đi, ai biết bà tám lội chậm chứ. Mạn đét rồi nữa kìa. Nhung đem cá lại dập dập không tạng. Con kia dính đi trước nó giành cá của mình hết rồi cô chú chị ơi, nó bắt cái gì vào bắt dính nha bà chú ơi, bắt rồi. Nữa hả? À, đưa nó ha, lẹ đi lẹ đi đi. Lẹ bà tám ơi, chạy lại bà tám ơi, bỏ đi lên bờ rồi đó. Con này con cá nó có đặc mà cũng chứ gì. Bỏ. Đợi bây giờ bà tám còn bắt cá đây nữa. Kìa, bắt tay tay bành bành không kìa. Chị ơi, bây giờ bỏ thả con cá này có đặc nha. Mọi lẹ lẹ không có là thọt ra liền. Cái liệt kìa cái dinh này. Cái thao, cái thao, cái thao. Ừ. Biết theo dinh mới được mày ơi. Cái mình đi để mình á, à, trụ là trụ cái nó bay vô mặt mình dinh. Ủa cái hang gì vậy? Ghê vậy. Alo. Gì vậy? Cả trước vô kìa tám. Sao cho mình ở ọc ọc hoài không biết bữa nay ăn cái chúng cái gì mà nó tiêu quá dữ. Quái trận. Hàng sâu quá. Đó hả? Hãy nặng nó chào luôn đó. À biết. Cua ngồi kìa đó. Đâu? Mời mình đi sớm mà đóng bè chuối rồi đó. Mình bơi đường này nè, mình đi bắt văn lứ. Đường này văn lứ cá không á. Cá gì hay thôi chết. Xa hồ đó mà gỡ. Thôi vài bữa đi. Vài bữa mình thấy. Ừ, tá. Trời ơi, trời đẹp đẹp đi. Để cho mưa hoài. Hả? Gì vậy? Tôi kêu mày lấy đồ bạn đá cô gồng cá hay ứa rồi lắm quay hiu cá trời ơi là trời ơi tính chụp quá hả đi vậy không tao cứ lại chân đẻ đó ô là chèn nãy thấy bà tao bà tao đẻ gì rồi ơi trời cứ tính bay đang chụp ủng cái trận cá bạn đá cô con Vinh nó bắt gì mà hết trơn cá luôn thật quá gì ừ ủng có chợ cá được gì Vinh bắt được cá chợ bá nó nhảy xuống đi luôn rồi Vinh tức đi tức buồn thật mấy cái lỗi bá đi Vinh mấy quen để đổ nước các bạn đi đứt tay không xuống mò được núi nè lắm rồi chứ đó trời ơi ngon lành luôn cá ở bà tám bắt chín đi luôn rồi. Bây giờ mình lại cho bà tám mồi mới nữa nghe cô chú, nhiều là chưa đủ ăn đâu. Có bà tám. Đi nhìn rồi. Tám. Mò gán gán kiếm thêm bà tám. Ôi da. Dính cò ke rồi mà không biết sao sâu quá, không biết sao tới nè. Bà tám nó hẳn cái chạy chứ nó đụng ra một cái đi là ngủm không bác. Cái gì vậy trời? Ơi
Có rồi đó. Cá ta không tới Vinh ơi. Đang sâu chỗ luôn. Nè con cá lên bờ luôn rồi nè. Mẹ ơi Vinh nó bắt cá hay thiệt chứ. Giúp vậy. Tay mình ngắn quá không có thấy. Tay nó dài mới được. Xe qua bên tắm mày, xe qua bên cam mày. Qua cam á. Gì vậy? Đâu ta? Mặt dính gì vậy? Gì vậy cô chú chị? Hả? Đẹp. Chính gì anh? Đi mẹ. Nãy gọi đúng cá bắt chưa? Rồi bắt rồi, bắt rồi. Ôi giời, trời ơi, trời chết rồi, chết rồi. Gì vậy? Ôi giời, cái gì vậy? Cái gì đâu mà? Gì vậy? Trời ơi, trời. Ôi giời, trời, lên cái tay. Cái gì trong cái áo vậy? Đẻ đi. Khoan khoan, ôi cái gì vậy? Thôi đừng có lết nghe. Để lên chơi, Vinh. Để lên. Để lên. Để không chơi. Lên trên đi. Chuyển lên. Dỡ xuống luôn. Má chú đâm lẻ nhất muốn chết luôn làm gì vậy quái trời. Bể quá sợ. Má chú. Sao mà đi qua đâu được, ngay mặt tao hoài trời. Dùng cái nhóm nhỏ. Cá năm nhất muốn cái lửa gõ lửa đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cảnh. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Bánh mỏ luôn rồi, bánh mỏ luôn rồi. Trời. Á. Cá chốt đâu mà tám xỉu luôn. Luôn cái trứng nè. Được rồi. Lấy cái đồ đắp vô đi. Cá trong chuột của chú anh chị ơi nè. Ôi ơi. Bây giờ mình nét cái lui nữa nha. Ồ. Rồi xịt rồi xịt rồi xịt. Tám rút cán rồi tám. Thôi cái đường này cá chốt ghê quá bè. Thôi đi tắm rồi lên tắm rồi. Tắm rồi tắm ơi. Đi về nè. Dẫn đi về nàng Vinh đâu rồi. Lại cái cậu rồi tắm rồi có cậu kìa. Bể đùi luôn. Cái đâu phải cộng cộng, cái đâu không được. Thôi quay quả lên nhỏ ơi. Thôi đưa hình quả về tắm rồi. Trời này cũng đang 90 hơi hơi rồi. Bye. Bye. Lại cái bài.